chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. The Sun Tower có chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, chiều cao là 240m, nằm cạnh chân cầu Ba Son, soi bóng dưới dòng sông Sài Gòn. Tiến độ của tòa tháp rất nhanh và ổn định, kính đã lắp được khá nhiều và rất đẹp. Hiện tại đã lắp kính đến tầng 13, thi công đổ bê tông đến sàn tầng 34, lõi thang máy đến tầng 39. Tuy mới lắp kính đến tầng 13 nhưng đã thấy rất đẹp, hứa hẹn sau khi hoàn thành tòa tháp sẽ nổi bật, tạo điểm nhấn cho toàn khu. Vậy là sắp tới đây tòa tháp sẽ thi công đến các tầng là các khu vườn treo như trong thiết kế. Vừa qua có thông tin 3 tòa tháp phân khu số 2 đã được khởi động lại. Chủ đầu tư là Mastery Home sẽ đảm nhận lại 3 tòa tháp này. Hiện tại công trường của 3 tòa tháp đã được dọn dẹp sạch sẽ, lưới bao che cũng được lắp mới. 3 tòa tháp này sẽ bổ sung vào đoạn Skyline còn thiếu giữa The Sun Tower và dự án Grand Marina. Số 1, dự án Grand Marina thì có tiến độ lần lượt từ trái sang là 35, 45, tòa chữ L là 48 tầng và chuẩn bị được cất nóc. Sau khi dự án Grand Marina Sài Gòn và tòa tháp The Sun Tower hoàn thành, diện mạo bờ đông trung tâm thành phố sẽ khoác lên mình một bộ áo mới, cao hơn, đẹp hơn và lung linh hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và đăng ký kênh để kênh có động lực làm ra những video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.